Chiều nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Chánh Văn phòng Thành ủy Phạm Hồng Sơn thông tin, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, các bộ ngành, kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban thường vụ Thành ủy đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững nguyên tắc của Đảng, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, kiên trì quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa tập trung đúng mức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Công tác đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái còn hạn chế. Công tác biên soạn nội dung và triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm của thành phố, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chủ động nhưng còn chậm. Công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động báo chí còn chưa nhịp nhàng, bất cập. Từ những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, các đơn vị sở ngành quận huyện và thành phố Thủ Đức cũng đã trình bày các tham luận nêu bật những kết quả đạt được cùng phương hướng nhiệm vụ và chia sẻ cách làm hay sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng. Công an thành phố cũng đang dự định những cái chương trình đó, và đã triển khai cùng với các sở ngành đó là chương trình nói không với ma túy, phòng chống ma túy học đường, đảm bảo cho môi trường học đường sẽ là một không có ma túy được xâm nhập vào. Và công an thành phố, đảng ủy công an thành phố cũng đang triển khai là tới đây phối hợp cùng với cấp ủy địa phương để thực hiện những địa bàn không ma túy, thưa các đồng chí, như vậy không có ma túy. Và thì có thể nói đó là những hành động quyết liệt mà chúng tôi xác định rằng nó làm như vậy và cấp ủy chính quyền địa phương cùng vào cuộc với lực công an thành phố thì chúng ta sẽ kéo lùi được tội phạm, vì tội phạm ma túy chính là tội phạm nguồn của các loại tội phạm. Phải không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về triển khai thực hiện các nghị quyết, từ đó phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo. Phải coi việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả. Thứ hai, thường xuyên quán triệt để mọi cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, trách nhiệm là nghĩa vụ và lợi ích của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu trên từng góc độ của một người đảng viên, nhất là đảng viên có cương vị. Công việc đang làm hôm nay là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị trình cho Đại hội 14, giúp Trung ương có đầy đủ thông tin từ thực tiễn để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và quyết định việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng. Nhưng với Thành phố Hồ Chí Minh, đây là dịp quan trọng để nhìn rõ lại mình, nhìn ngày càng thấu hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và thi hành điều lệ Đảng đối với từng cấp ủy, từng địa phương, đơn vị và từng đồng chí. Chúng ta hết sức kiên trì cái phương châm là lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu và lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, để khơi dậy cái niềm tin, cái tinh thần trách nhiệm, cái ý thức tự tu dưỡng rèn luyện, và mỗi người đều nghĩ rằng mình phải làm đúng và làm tốt cái nhiệm vụ được giao theo tinh thần, tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Từ đó chúng ta đề cao cái lòng tự trọng, tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở đảng và những cá nhân, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong nội bộ,
và kiên quyết chống những cái thói hư tật xấu, những cái trì trệ, những cái không dám hành động làm ảnh hưởng đến cái chung, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ. Và cái quan trọng nhất đó là cái tự giác học tập rèn luyện, tự kiểm soát mình như là tự bảo vệ sức khỏe của mình. Và thực ra bảo vệ sức khỏe không ai bảo vệ bằng chính mình bảo vệ mình, thì bảo vệ chống những cái suy thoái, chống những cái thói hư tật xấu cũng chính mình bảo vệ mình là hơn hết, trước hết. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh, việc tổ chức tổng kết các nội dung theo yêu cầu của tiểu ban điều lệ đảng có ý nghĩa rất quan trọng, không phải làm cho việc chung mà cho từng đồng chí cán bộ đảng viên, không chỉ góp phần với Trung ương để xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, mà nó còn là yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố Hồ Chí Minh, của từng đảng bộ, từng đồng chí. Qua đó sẽ chuẩn bị một bước nội dung văn kiện để phục vụ cho đại hội các cấp, tiến tới đại hội đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 sắp tới.